Nếu như các bạn đang muốn mua một chiếc TV phù hợp cho không gian phòng có khoảng cách từ chỗ đặt TV đến chỗ ngồi xem là khoảng 2m2 thì TV 55 inch là một sự lựa chọn tối ưu, bởi vì kích thước này sẽ phù hợp với đa số không gian phòng khách tại các gia đình Việt Nam hoặc là những căn hộ chung cư loại vừa. Và các bạn đã tìm cho mình được chiếc TV nào ưng ý chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua clip này nhé, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 10 TV 55 inch bán chạy nhất năm 2020 tại Điện Máy Xanh. Nào, cùng bắt đầu thôi. Vị trí thứ 10 đến vị trí thứ 6 là những đại diện đến từ ba ông lớn gồm LG, Sony và Samsung. Cụ thể là vị trí thứ 10 thuộc về mẫu Smart TV LG 4K 55 inch 55UN7290PTF. Vị trí thứ 9 thuộc về mẫu Smart TV Samsung 4K 55 inch UA55TU7000. Vị trí thứ 8 và thứ 7 thuộc về nhà Sony với mẫu Android TV Sony 4K 55 inch KD55X8000H và Android TV Sony 4K 55 inch KD55X7500H. Samsung có thêm một đại diện ở vị trí thứ 6, đó là mẫu Smart TV Samsung 4K 55 inch UA55TU8500. Vị trí thứ 5 tiếp tục là một đại diện của Samsung với mẫu Smart TV QLED 4K 55 inch QA55Q60T. Sản phẩm sở hữu vẻ ngoài thời trang với thiết kế màn hình không viền ba cạnh tinh tế. Nó còn có độ phân giải Ultra HD 4K đem lại độ nét cực tốt. Đặc biệt, sự có mặt của công nghệ màn hình chấm lượng tử Quantum Dot mang đến khả năng hiển thị giải màu được tự nhiên nhất, cho ra màu sắc tươi tắn và chân thật. Nó cũng được trang bị rất nhiều công nghệ cao cấp khác như công nghệ đèn nền Dual LED, Quantum HDR giúp tăng cường độ tương phản và sự chính xác của màu sắc. Công nghệ Supreme UHD Dimming giúp hiển thị rõ nét các tông màu đen được sâu hơn và màu trắng sáng hơn. Đồng thời, với công nghệ Wide Viewing Angle giúp mở rộng góc nhìn lên đến 180 độ, chúng ta có thể ngồi ở mọi vị trí trong phòng đều có thể thấy rõ được hình ảnh trên TV. TV có hệ thống loa 20W gồm 2 loa, mỗi loa 10W. Thêm vào đó là rất nhiều công nghệ âm thanh hiện đại, điển hình là công nghệ Dolby Digital Plus, mang đến âm thanh mạnh mẽ, sống động và bắt tai. Mẫu này cũng được chạy hệ điều hành Tizen đơn giản, tiện dụng, dễ sử dụng và có ứng dụng phong phú để chúng ta giải trí như YouTube, Netflix. Nó còn có One Remote thông minh giúp hỗ trợ tìm kiếm từ khóa bằng giọng nói tiếng Việt khi dùng YouTube. Mẫu này cũng được hỗ trợ nhiều tiện ích khác như chiếu màn hình điện thoại lên TV qua Tap View, Screen Mirroring và AirPlay 2. Xem đa nội dung cùng lúc với MultiView, điều khiển TV bằng điện thoại qua ứng dụng SmartThings, đem lại nhiều tiện ích khi sử dụng. Vị trí thứ tư tiếp tục thuộc về đại diện của Samsung với mẫu Smart TV 4K 55 inch UA55TU8100. Nó cũng có ngoại hình thời trang với 3 viền màn hình siêu mỏng chỉ có 0,3cm, có tính thẩm mỹ cao. Tất nhiên là nó cũng có độ phân giải 4K rất nét, sở hữu bộ xử lý Crystal 4K giúp nâng chất lượng video đầu vào lên gần chuẩn 4K, mang lại hình ảnh rõ nét hơn. Nó cũng có rất nhiều công nghệ hình ảnh khác như HDR10+, Crystal Display. Công nghệ UHD Dimming mang lại độ tương phản cao và màu sắc bắt mắt hơn. Hệ thống loa của TV có công suất là 20W, thêm vào đó là công nghệ Dolby Digital Plus, giả lập âm thanh vòm cho âm thanh sống động hơn. Nó vẫn chạy hệ điều hành Tizen với giao diện dễ dùng và kho ứng dụng phong phú, có hỗ trợ tìm kiếm từ khóa bằng giọng nói tiếng Việt khi dùng YouTube. Tất nhiên là không thể thiếu các tiện ích như điều khiển TV bằng điện thoại qua ứng dụng SmartThings, trình chiếu màn hình điện thoại lên TV qua tính năng Tap View, AirPlay 2, Screen Mirroring. Vị trí thứ 3 thuộc về mẫu Smart TV NanoCell 4K 55 inch 55SM8100PTA của LG. Dù được ra mắt vào năm 2019, tuy nhiên nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật nên chiếm được sự yêu thích của đông đảo các khách hàng. Một màn hình có độ phân giải 4K sắc nét, chip xử lý quad-core giúp nâng cấp và tái tạo hình ảnh hiệu quả, đem lại độ sắc nét cao. Hàng loạt công nghệ hiện đại được trang bị trên sản phẩm như 4K Active HDR mang lại độ tương phản cao và chân thực. Đặc biệt, sản phẩm này có công nghệ màn hình chấm lượng tử cao cấp có tên là NanoCell, mang đến giải màu rộng, màu sắc sống động, tươi tắn và rực rỡ. Phần âm thanh cũng rất ấn tượng với hệ thống loa 20W đi kèm nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ giả lập âm thanh vòm DTS Virtual X cho âm thanh sống động, công nghệ lọc thoại Clear Voice 3 giúp xem phim hay tin tức được rõ âm hơn. Mẫu này được chạy hệ điều hành webOS 4.5, dễ dùng, kho ứng dụng phong phú. Tất nhiên là không thể thiếu Magic Remote thông minh với con trỏ chuột dễ thao tác, hỗ trợ tìm kiếm và ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt cả ba miền.
Nó được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ThinQ kết hợp với trợ lý ảo Google Assistant, mang đến những trải nghiệm rất thú vị. Một số tiện ích khác có thể kể đến như điều khiển TV bằng điện thoại qua ứng dụng LG TV Plus, chiếu màn hình điện thoại lên TV với Screen Mirroring và AirPlay 2. Xếp ở vị trí thứ hai là đại diện từ một thương hiệu Nhật Bản với mẫu Smart TV 4K 55 inch KD55X 7000G của Sony. Đây là mẫu TV được ra mắt vào năm 2019 nhưng vẫn có doanh số tốt trong năm 2020 vì những ưu điểm về hình ảnh và âm thanh. Độ phân giải màn hình 4K cùng công nghệ 4KX Reality Pro giúp nâng cấp video đầu vào lên gần chuẩn 4K nhất. Đặc biệt với công nghệ chấm lượng tử Triluminos mang đến dải màu sắc rộng, tươi tắn và chân thật, cho ra hình ảnh không chỉ sắc nét mà còn rất bắt mắt. Phần âm thanh thì nó vẫn có hệ thống loa 20W như nhiều đối thủ cùng phân khúc, kèm nhiều công nghệ âm thanh hỗ trợ như S4 Front Surround, giúp tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều vô cùng sống động. Rất tiếc là mẫu TV này của Sony không chạy hệ điều hành Android, nó được chạy hệ điều hành Linux với giao diện đơn giản, thân thiện, dễ dùng và cũng có rất nhiều ứng dụng giải trí để xem video, xem phim hay nghe nhạc. Nó cũng có tiện ích trình chiếu màn hình điện thoại Android lên TV với tính năng Screen Mirroring. Và dẫn đầu danh sách tiếp tục là đại diện đến từ LG với mẫu Smart TV 4K 55 inch 55UM7400 PTA. TV sở hữu kiểu dáng đẹp mắt với chân đế bán nguyệt thời trang. Nó cho ra độ nét cực tốt với màn hình độ phân giải 4K kèm công nghệ 4K Upscaler giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh đầu vào có độ phân giải thấp lên gần chuẩn 4K nhất. Ngoài ra, với công nghệ True Color Accuracy sẽ mang lại khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ hơn. Chúng ta cũng có thể kể đến nhiều công nghệ nổi bật khác như 4K Active HDR, HDR10 Pro, bộ nâng cấp màu Advanced Color Enhancer và có sự có mặt của tấm nền IPS giúp mở rộng góc nhìn cho phép chúng ta xem rõ hình ảnh từ nhiều hướng khác nhau. Phần âm thanh cũng rất ấn tượng với công suất loa 20W, có trang bị công nghệ giả lập âm thanh đa chiều DTS Virtual X, mang đến hiệu ứng âm thanh vòm sống động, công nghệ Clear Voice 3 giúp cho ra lời thoại rõ ràng hơn, phù hợp để xem phim hay tin tức. LG áp dụng hệ điều hành webOS 4.5 cho mẫu này, nó có kho ứng dụng phong phú, kèm theo đó là remote thông minh, giúp hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt cả 3 miền. Nó cũng có công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ThinQ và công nghệ trợ lý ảo Google Assistant mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Các tiện ích khác như điều khiển TV bằng điện thoại qua ứng dụng LG TV Plus, hỗ trợ chiếu màn hình điện thoại lên TV với Screen Mirroring và AirPlay 2 sẽ phục vụ tốt hơn cho người dùng trong việc giải trí. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua 10 chiếc TV 55 inch bán chạy nhất năm 2020 tại Điện Máy Xanh. Hãy cùng nhìn lại vị trí của các sản phẩm này nhé! Mỗi mẫu TV vừa rồi đều sở hữu một điểm mạnh riêng biệt nên rất được yêu thích và có doanh số bán tốt. Và gia đình bạn đang sở hữu mẫu TV nào? Hãy để lại cảm nhận ở bình luận bên dưới nhé. Và nếu như các bạn đang tham khảo TV có kích thước màn hình là 55 inch thì đừng bỏ qua danh sách vừa rồi nha. Hãy gọi ngay về tổng đài 1800 1061 hoặc là truy cập vào website điệnmayxanh.com để chọn sản phẩm ưng ý nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.